trần cõi tu niệm là thương, làm sao trở lại Tây Phương cho gần. Mãi lo tranh chữ phú bần, chẳng lo kiếm chỗ đục thân sau này. Hiền lành chừng đó xúm dày, mẹ con xúm hiệp hội này chờ mong. Đời này như nước cạn dòng, ráng lo tu niệm mẹ trong đêm ngày. Kêu con sao cứ ngủ hoài, chẳng lo tu niệm ngày mai lên đàn. Nhìn con mẹ đổ lụy tràn, lo cho con trẻ trần gian lụy phiền. Ra tay mẹ năm mối ghiền, đổ cho ba tánh vừa kề tiên ban. Chữ tô chơi có phủ vàng, làm tròn bổn phận thiên đàng mới lên. Bớ con phải ráng chí bền, có căn mới được giữa nền Phật tiên. Tu tâm phải ráng cần chuyên, nghe lời mẹ dạy cầm tiên hầu gần. Mẹ thương cho trẻ cõi trần, lòng còn ngu muội lập thân không tròn. Mẹ khuyên lời nói đã mòn, con người không nghĩ lòng son mẹ rầu. Thế gian nhiều kẻ cơ cầu, nghe kinh rồi lại giả hầu cười chê. Mẹ đây lòng luôn thảm thế, thương cho con trẻ lòng mê lỡ kỳ. Khuyên con tập tâm nhu mì, rửa lòng cho sạch con đi tu trường. Chuyện tu đâu phải tầm thường, làm rành mới được Tây Phương vừa kề. Làm xong mẹ rước con về trần gian khổ lắm, con mê chi hoài. Về trên ở cạnh chương đài, đêm thầy học đạo ngày rài ngâm thơ. Kịp giờ ngồi trên tiên cảnh mẹ chờ thành công. Chờ con rước lại tiên bồng, mẹ khuyên con trẻ con không tin lòng.
gần đây cuộc thế nào nồng chừng con tình trí có trong tim mà mẹ nay đi đổ mỗi nhà đổ cho con trẻ tình mà tu tâm thấy con lì nhỏ tuôn dầm miệng thì thiện niệm mà tâm không lành người tu tâm tâm cho rành rồi đây mẹ đổ cõi thanh được về con ơi ráng giữ mọi bề sao mẹ đổ trẻ trở về thiên thai khuyên ai sao cứ ngủ hoài đường tiên cõi Phật dậy mau lên đàn mẹ đâu có giả phụ phàng kẻ ngu người trí độ xanh hội này độ mau chớ có trễ chạy ai khôn trở lại đài mây đằng gần ngu thời kẻ sợ người tần rủ nhau hội họp lập thân cho tròn mẹ đây sang cành lầu son đem thuyền bát nhã rước con đem về cuộc đời nay khổ nhiều bề ham chi mà lại bỏ bê đạo lành rèn tâm giữ tâm lòng thành mới mong trở lại cõi thanh là nhà sen kia đã nở một tòa con tròn đạo đức con mà bước lên cầu cho con trẻ giữ bền ngày sau con đặng giữa nền tiên ban thương con lụy đổ đôi hàng thấy con trần thế gian nan muôn phần ra kinh mẹ dạy mấy lần sao không thức tỉnh lập thân kịp kỳ long qua đại hội vậy thì không lo dự hội còn thi hội nào thấy trần đổ giọt máu đào nhìn xem mẹ lại khổ đau muôn phần mẹ khuyên con ráng ân cần mau mau kiếp kiếp lập thân hội này mẹ khuyên con ráng ăn cần mau mau kiếp kiếp lập thân hội này
tuần hoàn thiên địa đổi xây, thảm thương trần hạ lòng đầy âu sầu. Thế gian nhiều kẻ chưa rầu, nghe kinh rồi lại bụi đầu chê bai. Ngày nào về cẩm thiên thai, con nghe mẹ gọi ngày mai con về. Cẩm tiên báo ngọc mê hề, mặt tình con hưởng phú phê tội lòng. Ham chi cái cảnh não lòng, đời cùng có giặc thông giống đằng nào. Trời xuôi con khổ mẹ đau, dưới trần máu đổ bàn đào lý tuôn. Mở ra mối đạo đau lòng, chỉ đường cho trẻ Tây phương trở về. Con ơi, tiên cảm là quê, cõi trần là chỗ thảm thế lụy mình. Mẹ thương, mẹ nói tận tình, kêu con cho khỏi ngục hình ngày mai. Con chưa thấy cảnh thiên tai, ráng tu cho trọn ngày mai hưởng liền. Con ơi, tỉnh thất lạ tiền, quỳnh dung thâm lệ lai thiền đưa con. Mẹ ngồi trên chốn lầu son, mẹ chờ thánh lễ đưa con rước liền. Con ơi, cuộc thế nào phiền, ham chi chẳng chịu cõi tiếng quay về. Rồi đây cầm cổ hậu kề, ráng tu cho kịp trở về mẹ trong. Trở về cầm cổ thông dông, ở chi trần thế long đông muôn phần. Mẹ thương, mẹ mới ân cần, lo cho con trẻ lập thân kịp kỳ. Long Hoa mở hội tràng thi, khuyên con ráng chí mà thi hội này. Ráng tu chớ có trễ chạy, nghe lời mẹ dạy đài mấy đằng gần. Chẳng lo kẻ sợ người tần, lo xong thì đặng dựa gần Phật tiên. Mau chân để bước lên thuyền, chậm chân thì trễ chuyến thiền kỳ ba. Ráng tu ở lại quê nhà, quê nhà tiên cảnh
con chẳng ráng đưa chân cho rồi. Cuộc đời khổ lắm con ơi, mẹ khuyên chẳng đặng lòng thôi thảm phiền. Giao cho con trẻ chiếc thiền đầu con cho đặng giữa miền tiên bang. Ham chi cái cẩm trần gian trở về tiền cẩm an nhàn tấm thân. Đừng mê ở chốn trượt trần ráng làm cho trọn lập thân hội này. Mau mau chớ có trễ chạy ngồi trên đại ngọc lòng đây mẹ chờ. Chờ cho con gấp kịp giờ, con thuyền bát nhã bên bờ ngồi trong. Trông cho con trẻ tu xong rồi đây mẹ mới trong lòng mừng vui. Độ con khỏi cấm đi ngầm ngồi, con mau trở lại chung vui mẹ mừng. Mình duyên lành một chiếc thiền, độ cho ba tâm khỏi miệng trần ai. Lẫn cỏ qua hường, chẳng để mũi gần chẳng biết hương. Hiền ngõ rủi xanh đời bạo ngược, dầu cho thánh đức cũng xa thường. Mẹ mở đạo tiên, mẹ chỉ rằng kỳ ba khuyên trẻ bước cho nhanh, kẻo trễ chuyến đò kỳ mạc pháp. Ngàn năm còn khó gặp đạo lành, rèn tâm gắn chặt lời mẹ dạy. Sửa chí từ bi dạng mới thành, tận thế cùng đời khai đại đạo. Thượng quân nhung tốt trở về cầm. Ôi đời mạt pháp, con đừng dùng thằng, con lo bước căng để lên thuyền. Con ơi kỳ này con thiệt hữu duyên, con gặp cẩm tiên hạ trần, thấy con có đứa ân cần chữ tu. Thank you.
sao trở lại thiên phú mẹ hiền. Mạng lo trọng thước cao quyền, đem thân trần thế giao miệng trầm lưng. Con quên lòng mẹ bưng khuân, vì con mà mẹ lì rứng đôi hàng. Nằm trên tiên cảnh mơ màng, trực nhìn con trẻ sống sáng nơi lòng. Thấy con trần thế lòng đông, mẹ khuyên con ráng chí công tu hành. Đời còn con chớ tranh giành, ráng giành hai chữ đạo lành mẹ vui. Làm xong cho khỏi ngậm ngùi, làm sao mẹ khỏi sụt sùi vì con. Thương con mối đạo con còn, làm sống bản ngọc lầu xóm danh đề. Đem con cửa thánh giữa kề, cho con thoát khỏi sống mê hội này. Chữ tu gắn chi chớ chạy, ráng tu kịp hỏi rồng mây mẹ chờ. Chữ tu gắn chi chớ chạy, ráng tu kịp hỏi rồng mây mẹ chờ. Chữ tu còn đứa mây mờ, mẹ thương mẹ dạy làm ngơ nổi gì. Vì ai mà mẹ khô lì, vì con mẹ mới sầu bi nỗi lòng. Con đặng thiêu rắn vẽ rồng, làm cho con thảo phập phòng chữ tu. Nhìn con lì đổ lu bù, con đành đem dẹp chữ tu mẹ rày. Nghe lời tà mỹ mỉa mai, mau mau trở lại bồng lái cho gần. Kỳ ba độ hết cõi trần, ai khôn thì khá lập thân kịp kỳ. Sao con mê ngủ dậy thầy, kỳ thi đại hội không đi tụ trường. Chữ tu cho nó là thường, làm sao trở lại Tây Phương kịp giờ. Làm xong quỷ kéo ma trì, mẹ cho nó thử con thì làm sao. Thử cho già trẻ nghe sao, thử xong mẹ lựa gì
vàng tháo cho rành. Vàng kia mẹ lại để dành ngày cùng đặng có cõi thanh đêm về. Trần gian mặc sức nhúng trề, rồi con than thở giữa kề mẹ nghe. Nực cười miệng thế chẳng nghe, không tu còn lại chê dè đạo cao. Đến ngày thấy giọt máu đào, chừng đó thì mới chịu ngao ngán lòng. Bây giờ giả lại phập phòng, nghĩ mẹ tà mị trong lòng chẳng tin. Thương con mẹ mới thiệt tình, vì yêu con dạy bạch minh chỉ rành. Mẹ không phụ trẻ cho anh kỳ tám, mẹ mở đạo lành cho con. Khuyên con tâm trí hao mòn nhiều, con sao lại lạc lòng chẳng tin. Kỳ ba mẹ lửa hữu tình, dặn con ráng nhớ công trình mẹ khuyên. Một là con kiến thiền mộ đạo, hai con tuân lời tam giáo dạy rành, ba con ráng giữ lòng thành, bốn khuyên con trẻ nhọc nhằn ráng tu, năm con cố gắng chí tu, sáu lo tu niệm ngao du ích gì. Bảy con giữ dạ từ bi, tám con theo mẹ học thì đạo tiên. Chính khuyên con nhớ tình thiền, mười khuyên con phải vẹn tuyền chữ tu. Đường xa con thấy quá mù, cho nên ngao ngán chữ tu trên đời. Mẹ đây kêu đuốc rạng ngời, ráng tu cho kịp lo đời làm chi. Lòng đây mẹ đã từ bi hải hà, muốn sao ý trẻ giao hòa đồng chung một máu, vậy thì mới yên. Hoàng khai mối đạo khắp miền, vì thương con trẻ đạo tiên giáng trần. Kỳ tam còn có một lần, làm ơn tịnh trí lập thân mẹ mừng. Mẹ kêu đuốc huệ chỉ
sang, giả còn ở lại thiên đàng mẹ lui. Lửa đèo lửa thế độ nhân sanh, khó dễ mẹ cho hiểu ngọn ngành. Ám muội thì nhiều mu tri ít, đường tiên chẳng bước đỏ con đành. Chiêu cung hạ bút ký thư đề, trì tâm nhớ trẻ hé màn quê. Kim khai đại hội ngồi trong trẻ, mẫu nhắn con sao không thấy về. Mở giọng khuyên con lòng tan nát, đạo lành con gắng bỏ đường mê. Năm canh tỉnh giấc nhìn đời mộng, nhâm dần mẹ xuống thảm cùng thế. Nhâm dần lê dân lận đận, khai đạo ra chỉ dần con đường. Khuyên con để bước cho nhanh, đua nhau đặng có tranh giành đường tu. Cuộc đời như bóng phù du, sớm còn tôi mất công phu lỡ làng. Trong con để bước lên thoàn, mẫu gai cầm quê đưa sang qua bờ. Thấy con phận gái còn thờ, con ơi nên nhớ mẹ chờ nghe con. Đường tu gắn chí cho tròn, con nên nhớ mẹ lầu son mỏi mòn. Kỳ tam con chớ hững hờ, ngày nay gặp mẹ kịp giờ cho tu. Con ơi chớ có ngao du, con đành để mẹ ngàn thu đợi chờ. Con ơi đừng giả tưởng mơ, trăm năm cuộc thế như cờ bị dây. Kỳ tam đại mây mở rộng, để tìm con khỏi động thân vàng. Tòa sen chớm nở đôi đàn, chờ con trở lại tiên ban mẹ chờ. Đường tu gặp cảnh đắng đo, con nên gắn chí tầm cho tận đàn. Làm xong mẹ rước ta lên thoàn, con nên nhớ mẹ lầu vàng đợi trông. Làm con phải ráng hết lòng, đường tu mở rộng ngồi trong con lành.
ngày nay gặp đạo chí thành bền lòng theo mẹ đạo lành kỳ tam. Con ơi cuộc thế đừng ham, ráng ham hai chữ kỳ tam đạo màu. Làm sống hoàng mẫu khỏi rầu, làm sao cho mẹ tiên lầu mẹ vui. Nhìn con mẹ luôn ngậm ngùi, làm sao cho mẹ tiên lầu mẹ vui. Cuộc đời lắm nỗi thon gión, ráng tu cho đặng lo tròn long văn. Kỳ tam con phải siêng năng, làm sống giữ hội long văn màu hoàng. Ráng siêng để bước lên thoàn, kỳ tam con trễ coi nhàn mẹ trong. Con ơi phải ráng bền lòng, ngồi trên đài ngọc luôn trong con thiền. Kỳ tam đời trẻ cây thiền, tiên cánh lầu son mẹ đợi, chốn bụi hằng con nghĩ ngợi mà chi. Con nên nghĩ đến từ bi, nhớ lời mẹ đã một khi than dài. Mẹ ngồi trên chốn chương đài, nhìn con mẹ mãi miệt mài trầm luân. Nhớ con mà mẹ lụy rưng, và con ở lại chính tầng mẹ lui. Ngọc Quỳnh Kim cũng chẳng màng, chiều lì đôi phen đêm thoát tột, nghĩ không đổ qua lì phải cười khám. Đôi lời mẹ gọi thiện tính con, nhất dạ bền tâm giữ đạo tròn. Một kiếp phù sinh là giả tạm, siêu phàm nhập thánh chốn cung son. Thị đời bóng xế còn chi đấy, ước đặng cõi nhàn khỏi thon dôn. Trẻ ráng thương dùm lời mẹ dạy, con ơi con hỡi bớ là con. Ôi mẹ nát ruột vì thương con dài, khuyên con nhận nại cho rồi gì. Đời lọc lửa trao dồi tiện tâm, nhớ con đổ lị tuôn dầm diêu cung.
chán lệ ưa nhớ con rồi mẹ chàng chưa lệ sầu dìu con quay gót quay đầu đời con cho khỏi thảm sầu kỳ ba. Nhớ ngày lì đổ chan hòa con ơi con hỏi sao mà dội quên mẹ già mỗi đời kề bên mẹ chờ tỉnh ngộ rước lên linh toàn hỏi rồi con trễ kỳ long qua mẹ mở trường thi con nào hổ chi dự thi hỏi này nhớ con thao thức đài mây muốn sao con dạy lầu tây con về sao con chưa ngán cuộc đời con đành để mẹ phương trời đợi trong con ơi nam nữ đành lòng đoạn tình để mẹ ngài trong đêm chờ đường tu con chớ bơ thờ đường tu thoát khỏi mê mờ nghe con muốn gần mẹ chiều thế tột muôn thoát đời con phải dục thất tình lưới trời cao rộng tinh tinh trong con mãn nguyện ngọc kinh đem về cung vàng cảnh quê nhàn hà con sống chi đời quân hạ mà ngam khổ đau sầu cũng phải cam vui chi đó mà con ham bơ trẻ diêu điển kỳ tam hạt ra tỳ bà kim nhảy nhẹ khuyên đời thương con mẹ mới cạn lời vì nay mẹ đã sắp bài biến thiên thi hội mẹ đã lựa tuyển lựa con hiền dẫn về kiển tiên đài nhớ con lễ nhỏ tuôn dài cho nên mẹ mới hoằng khai mối đạo lựa đặng trai hiền gái thảo sao con đành tâm phủi đạo mẹ hiền nhớ con lì mẹ bình nghiêng thương con trên chốn màn tiên
chăm lòng đông, thương là thương trẻ khó mong quay về, cho nên mẹ mới giữa kề ngày khuyên đêm nhau con về mẹ vui. Nhìn con và mẹ ngậm ngùi đành đêm dốc ngọc chôn vùi biển khơi, thương con mẹ lửa con thời lửa xong rồi mẹ lập đời con vui. Mẹ thương con quá con ơi, con đành để mẹ mẹ ngồi đợi ai thương ngày con gặp đắng cay, muốn con thoát ra khỏi trần ai cho rồi. Con ơi con hỡi con hỡi, con đành để mẹ đứng ngồi nhớ thương, ngày nào dự hội đông phương sáng đi mẹ rước đài chương con vào, trầm hương phượng phất nghẹt ngào con vào mẹ thưởng hồng đào cho con, quá thương mẹ mới chiều loàn lo cho con trẻ lầu son thanh nhàn, cực lòng mẹ chẳng buồn than miễn con mẹ đặng lên thoàn mà thôi. Ngày đêm con ráng trao dồi chữ tu của mẹ là ngôi thiên đàng, thương con đổ lỵ đôi hàng cho nên mẹ mở kim thoạn kỳ ba diêu cung lỵ đổ chan hòa, con ơi nhớ mẹ vậy mà không con nhớ rằng mẹ khóc đài son, nhớ ngày lập hội xa con dài khờ tu hành con mãi u ơ, ngày nào con đặng kịp giờ thành công. Con đành để mẹ gắn công, con đành để mẹ lũy hồng đổ tu, ngày nay mẹ quá đổi buồn, buồn cho con mẹ luôn tồn mẫn mê. Buồn là thấy cảnh thảm thế, ráng tu mẹ rước con về nghe con, ngày mai mẹ đã lo tròn giả con ở lại lầu son mẹ về. Tâm chí thành lòng con đã kính, nguyện đem lời vàng của mẹ để muôn nơi linh tử nghe cùng, hiểu được lời mẹ dạy gắn công tu niệm màn quê cảnh cũ quay về Đài Liên. Miếu ngũ hành Tây A thành phố Bình Trưng Tây ở xứ quận hai, rằng nay con mẹ tâm thành hùng chung ân tâm bộ kinh màu hoàng, khuyên đời tu niệm trần hoàng ngàn, để cho ba tánh xa gần cùng nghe, duyên lành hỏi đủ dây thời minh duyên
xin để hồi hướng xa gần ngưỡng chung. Nguyễn Thị Tài tuổi thời 68, người tâm thành hiệp ba giới cháu con. Tâm thành dân mẹ hôm nay, chứng lòng cho trẻ trần ai thanh cầu. Nguyễn Thị Lan hoàng dân con mẹ, người họ Hầu tuổi chẳng 52. Bùi Anh Kiệt tuổi 45, Lê Thị Trúc Hồ Hoàng Nghĩa, Nguyễn Thị Kim Duyên, Nguyễn Văn Kiên tâm thành khẩn đạo. Ân tông kinh này cầu phước ba gia. Cố chi lại giới gì ba, tâm thành mà chi quý ghi ra lời vàng. Hỡi trong linh ni tử cõi trần, nghe lời kinh kệ phát tâm tu hiền. Thời kỳ mạt pháp đừng gì chớ tiền danh lại buộc ràng tâm thân. Nghe lời khuyên đặng ân cần, cầu trên lĩnh mẹ chương tòa chứng tri. Cầu phước đức hữu di cho trẻ, cầu gia đàn hạnh phúc an vui, cầu cho sức khỏe tâm thành, cầu cho vạn ý như lời hôm nay. Những người Phật tử tâm thành, cầu xin mẹ chứng con thời ngày nay. Khuyên đời tu niệm dạy thời, đồng chung ba tánh cùng nhau lưu truyền. Nghe kinh rồi lại trao truyền cho người hiểu đạo, nghe cùng phước duyên. Minh duyên huệ nhận tâm thành, ngày nay phó chúc đạo lành